Rồi anh em nhé, nay mình test thử máy bay cho các bác này. Máy bay của mình thì vừa phi bằng tay được mà vừa chạy đường băng được nhé, là tàng đác các thứ nhé, đầy đủ hết này. Bây giờ thì trời đang hơi gió về phía bên này thì mình bay chắc phải bay phía ngược gió này tí nhá, không có lại vào dây điện này. Nhá, cái này nó sóng của nó là bay khoảng tầm 1 km đổ lại nhé các bác nhé. Độ cao thì cũng thế, độ cao khi nào mình bay cũng nhìn thấy nó bay thôi nhé các bác nhé. Này em bay rất rất cao đấy, có thể đến mây luôn đấy. Mà trên kia gió hơi to các bạn, hôm nay ấy, ở miền Bắc là gió mùa hơi to. Đấy, em bay rất rất xa rồi đấy. Để em quay lại nhá, đây là tốc độ của nó quay lại nhá, bay. Tốc độ nhá.